Xin chân thành cảm ơn các hội viên của khu phố Long Vĩ với tiết mục gậy ngắn. Xin mời ban tổ chức lễ hội và các lãnh đạo của khu phố lên tặng hoa cho đội. Sau tiết mục của khu phố thượng là khu phố chủ nhà, tức là khu phố đình.